Âm thời nhân, biến lệ hồn, quỷ quỷ hiện, thế tử thân. Cứu con. Quỷ. Quỷ hầu tử tới rồi. Chương trình này có phụ đề tiếng Thái. Xin chào. Ai đã nổ súng? Bạn có phải là người bắn súng? Chết tiệt, anh chàng này thực sự rất ngu ngốc. Bậc thầy bắn súng và giết một người khác. Tôi đã cảnh báo bạn không được cắt cỏ để làm con. Đừng cắt cỏ để làm con. Bạn sẽ không lắng nghe. Bạn còn muốn tôi nói gì nữa? Xin chào. Mày biết hả? Tại sao bạn không nói? Xin chào. Hay máy này hỏng rồi. Tôi đang phát hãy bảo họ mua một cái tốt. Bạn không lắng nghe. Cái này là đồ chơi trẻ em. Tôi đã nghe điều đó. Thật là điên rồ. Không thể kiểm soát. Thế là tôi phải bắn. Hơn nữa, ở trong rừng sâu này, ai có thể nghe thấy? Ra là bạn đã nghe thấy. Hãy cẩn thận khi lột da. Bắt đầu với chân phải phía sau trước. Lực sẽ lan rộng, làm tổn thương chính mình. Nhưng đừng để nó làm tổn thương bộ. Tôi đã biết. Nói rất nhiều điều. Ôi trời, bạn thực sự là một thằng ngốc thực sự. Nếu bạn vẫn còn sống, bạn sẽ nhận được 3.000. Bạn nhận được 3.000. Nếu tôi không bắn, thậm chí không có lông của nó. Máu này thực sự rất bẩn. Nếu không có vài nghìn bạc, tôi sẽ không làm công việc bẩn thỉu như vậy. Nhanh lên. Ở đây, các hang động đều được kết nối với nhau. Bây giờ chúng ta có thể đang đi vào khu vực cấm. Nếu bạn không nhanh lên và đi ra ngoài, đừng nghĩ rằng bạn sẽ đi ra đại một lần nữa. Anh trai, bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về người rừng bao giờ chưa? Nếu không thì, và bạn nghĩ một người hoang dã trông nó cao khoảng 20 đến 30 mét sẽ tự đánh vào ngực mình. Khoe khoang. Nói vậy chứ, đó là một bộ phim tôi cảm đã ở đó rồi. Ngoài những người rừng, sẽ có những con quái vật khác. Bạn có sợ không? Vậy là bạn không sợ à? Cái này là cái gì? Đây là một khẩu súng. Nếu bạn sợ thì họ mới là người phải sợ. Chúng ta đang đứng đầu tuổi thức ăn. Cái này. Đi nào, chúng tôi đợi họ trong xe. Đợi tí. Anh chị, anh trai, đợi lòng chờ. Đại ca, vừa nãy anh có nghe thấy gì? Chuyện gì đang xảy ra với bạn vậy? Hãy nhanh chóng báo cáo với má. Có. Lão mã. Bạn có nghe thấy điều đó? Bảo anh ấy mua cho tôi một cái tốt nhé. Quên đi, nhanh lên và lên xe. Chúng ta hãy đi tìm anh ấy. Cái này là cái gì? Đại ca, anh đang nhìn cái gì vậy? Có dấu chân rất lớn ở đây, hay có những người thực sự hoang dã bạn?
tôi vẫn chưa vội chất đồ lên xe. Vậy tôi sẽ lái xe trước, còn các bạn hãy ở lại với nó. Lớn như vậy, chắc là người hoang dã cả. Hãy đến xem, bạn đang trông điên cuồng vì điều gì? Tôi vẫn chưa vội lên. Hãy bắn ngay bây giờ. Rất lạnh. Chết tiệt. Được rồi, tới nơi. Thở dài, người lái xe đưa tôi đi. Tôi muốn đi Côn Minh. Người lái xe đưa tôi đi. Tôi đang đi đến thủ đô. Không. Ồ. Giáo sư Bao, xin chào, bạn đến nhanh quá. Xin vui lòng vào trong, vui lòng đi lối này. Nàng đã đợi bạn lâu lắm rồi. Anh ấy luôn hỏi tôi, khi nào bạn sẽ đến, tôi sẽ đưa bạn đến gặp anh ấy. Tôi đang làm phiền bạn rồi. Wow, sao nơi này đẹp thế nhỉ? Đây là bộ sưu tập của ông Đặng. Trước khi không gian ngã bệnh, tôi thực sự thích chơi golf. Họ giống như những đứa và đó có lẽ là thế giới của những người thích chơi golf. Ông Đặng muốn bạn hãy giúp chúng tôi tìm thấy thứ gì đó. Các bạn muốn tôi đến nơi này, khu vực hạn chế thần nông. Những gì chúng ta phải tìm kiếm đó chính là những người rừng ở khu vực cấm thần nông. Chúng tôi sử dụng vệ tinh thương để tìm những khu rừng nguyên sinh chưa được khám phá ở khu vực hạn chế thần nông. Bây giờ vị trí bạn nhìn là nơi chúng ta phải đến, bởi vì nó nằm trong khu vực cấm. Có thể có những mối nguy hiểm xung quanh chúng ta và đánh giá không thể hoạt động. 30 năm sau một khởi động, những bãi rừng trải mang cuộc sống 5 trước và sinh vật có độc. Chuyên gia khẳng định dấu vết của bọn đã thì ở khu vực nhân chừng ảnh đi. Đám hoang dã vọng mạng còn ở đây không? Tôi sẽ tự chuẩn bị và chuẩn bị cho bản thân mình. Và còn sự an toàn thì sao? Bạn có thể tin tưởng vào vấn đề này. Tôi sẽ cung cấp nhân viên an ninh vì sự an toàn của mọi người. Tôi nghĩ vẫn còn một người bạn mà bạn biết. Có thể anh ấy sẽ giúp được chúng ta. Thầy Bao, chỉ có bạn mới có thể tìm thấy anh ta. Tôi tin bạn sẽ không làm tôi thất vọng. Làm sao điều đó có thể được? Hiển vĩ đại, tôi không thể tin được là bạn đã nói thế. Khu vực hạn chế thần nông thật đáng sợ. Bạn nghĩ rằng có thể vào được dễ dàng. Bạn không biết những gì bên trong. Bạn vẫn là người bạn tốt nhất của tôi chứ. Cái này, đứa trẻ này, năm tới tôi phải đi học mẫu giáo. Phần trong dạ dày. Trong 2 tháng nữa tôi sẽ mở rộng tầm mắt. Tôi không giỏi bằng bạn, thu nhập không nhiều, nhưng tôi muốn họ có cuộc sống tốt hơn. Tôi đã xem những ngôi nhà trong khu học chánh. Khi nào bạn có đủ tiền, tôi và gia đình sẽ chuyển đến đó. Bạn không cần phải ở trong một căn phòng sắp sụp đổ hoàn toàn. Con tôi, bạn sẽ học cùng những đứa trẻ thông minh. Hãy nghĩ về nó. Ngày xưa cùng nhau giải cứu hiện trường, ngầu thế nào nhỉ? Nhưng lần này có thể khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong cuộc đời bạn. Nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Thế là đủ rồi. Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một người. Nếu bạn đi vào thực sự gặp phải nguy hiểm, bạn là người duy nhất có thể đưa mọi người ra ngoài. Ông Đặng, đặt vé máy bay cho sáng mai. Tôi quay lại để thu dọn đồ đạc của mình trước. Hy vọng gặp bạn ngày mai. Làm sao? Cuối cùng mọi người cũng đã đến. Tôi là người ông Đặng cử đến. Hãy là người bảo vệ an ninh chính tôi họ Lý. Xin chào. Chào sếp. Tôi không phải là một chuyên gia. Đó chỉ là công việc thôi. Mô tả công việc, Bao Di đã kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi. Chúng ta hãy nhanh lên và rời đi. Chúng ta hãy nhanh lên nào. Tại sao? Nhà thám hiểm không quen chụp ảnh. Xin chào, tên tôi là Chen Jingji, chuyên nghiên cứu hành vi động vật. Vì vậy bạn có thể nói rằng, bạn có thấy tôi như một con vật không? Con người là một loại động vật, tôi đã nói gì sai ở đâu? Thầy Tam Hà, quên giới thiệu bạn. Đội ngũ điều hành của chúng tôi lần này ngoài các chuyên gia về tế bào gốc dẫn đầu giáo sư Ian, ngoài ra còn có bác sĩ gây mê giam gọi tôi bằng tên đầy đủ. Gọi tôi là Nana. Lần này chúng tôi không đến công viên, đi vào rừng không vui. Tôi hy vọng rằng chuyến đi này, tôi yêu cầu mọi người hãy nghe lời phía sau tôi, là đội an ninh của công ty chúng tôi. Những người nghĩ rằng họ đã chết ở sa mạc Nabu và đỉnh Everest. Người lớn tuổi, bạn đang nói về cái gì vậy? Nó ồn ào quá, mọi người cũng đã biết rồi phải không? Có hai chúng tôi, đảm bảo không có vấn đề gì. Nâng cao kiến thức an toàn là điều quan trọng nhất. Mọi người vội vàng thu dọn, mọi người nghỉ ngơi dọc đường. Hãy nhanh lên và rời đi ngay bây giờ. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu đây là ưu tiên cao nhất của nhiệm vụ này. Tôi đã đến. Điều này nhằm đảm bảo rằng không ai có thể bị lạc trong rừng, có thể trở lại thế giới văn minh một cách an toàn. Tôi có thể bắt được kẻ mang rợ hay không, an toàn là điều quan trọng nhất. Theo thông tin nhận được hiện nay, chỉ có một lối vào, tức là bạn phải đi qua hang động. Đi nào. Đi. Đây là 30 độ vĩ bắc. VECTER cường độ từ trường. Giữa phía bắc tạo ra một góc lớn. Tạo ra một góc từ tính. Bất thường từ tính, giống như tam giác quỹ Bermuda trên biển. Chỉ cần một chiếc máy bay hoặc tàu đang đến gần, vấn đề đường liên lạc không hoạt động ở đây. Vì vậy, nhiều sinh vật cổ xưa được bảo vệ bởi một lá chắn tự nhiên có khả năng duy trì một quần thể đa dạng các loài. Mọi người đi lối này, để lại dấu chân của bạn. Chết tiệt, bây giờ là thời đại nào vậy? Bạn vẫn đang sử dụng củi thắp lửa, nó không chỉ cung cấp ánh sáng. Giáo sư, xin hãy cẩn thận.
Mọi người, đừng di chuyển. Cái gì? Thứ vừa bay vào là gì vậy? Nó là gì? Đó là một con dơi. Không hoảng loạn. Đừng di chuyển. Tại sao nó như thế này? Kinh tởm. Cái này là cái gì? Đừng. Mọi người cứ xuống. Đừng bắn súng. Đừng bắn nếu không bạn sẽ hết đạn. Đừng bắn ngay bây giờ. Đừng vào, đừng vào. Chúng tôi tìm thấy một con. Mọi người đừng thủ động. Hãy cứu xuống. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Nhanh lên và giúp tôi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Mọi người ổn chứ? Đó là một con dơi, nhìn đó là vì chúng ta làm phiền họ. May mắn thay, họ điều sợ đó nữa. Có ổn không? Hãy nhanh chóng rời khỏi đây, có người bị thương. Trông rất tuyệt. Giáo sư, tôi có nên tiêm adrenaline cho anh ấy không? Bạn không ổn à? Đừng bận tâm. Kích thước vết thương không lớn lắm. Bây giờ anh ấy chỉ bị sốc, gây ra trạng thái co giật. Dơi trong hang động này không phải là một con dơi bình thường. Rất có thể là như vậy, chắc bị nhiễm trùng. Đây là loại virus tương tự như bệnh dạy. Nếu có thể, tôi sẽ phải giúp anh ấy quản lý nó. Được rồi, đi nào. Các bạn, xin hãy bình tĩnh, xin hãy cẩn thận. Các bạn nhớ kỹ điều này nhé. Điều này chỉ là khởi đầu. Đi nào. Mọi người, đợi một chút. Đó là một hệ sinh thái rất hoàn chỉnh. Chắc hẳn chúng ta đã lấy lại được thứ gì đó. Chúng ta có thể ra ngoài bây giờ. Nếu chúng ta thực sự có thể tìm thấy những kẻ mang trợ trong khu vực tế bào gốc máu, người ta tin rằng bệnh ung thư máu trên khắp thế giới có thể điều trị hiệu quả và chắc chắn. Ta hỏi nhanh lên và rời đi. Khởi hành, đi sự thôi. Khởi hành. Ôi, mọi người hãy làm gì đó. Thời gian là ngắn, nếu trời đã tối sẽ rất khó để đi lại. Tôi mệt muốn chết, tôi thực sự không thể đi bộ. Cô, chuyên gia sinh tồn, không phải ai cũng mạnh mẽ giống như bạn. Chúng ta hãy nghỉ ngơi. Được rồi, vậy chúng ta hãy nghỉ giải lao 5 phút. Giáo sư, bạn đi đâu? Tôi đã già và thận của tôi không còn tốt nữa. Vì vậy tôi muốn dạy một số việc vặt. Họ làm theo. Hãy chăm sóc giáo sư Ie. Ồ, chú.
Cái này là điều này có đúng không? Ồ, đây là chân gì? Sao lại lớn thế? Chắc là do người rừng để lại. Dấu chân chúa ơi, nó có thực sự thuộc về người rừng không? Nếu không có ai cố tình làm giả nó, lừa chúng ta vào nỗi sợ hãi, tôi không nghĩ nó sao đạo ra. Chỉ có một khả năng, anh ấy chính là người mà các bạn đang tìm kiếm. Khu vực cấm chúa ơi, cái gì? Nếu nó thực sự lớn như thế này, không phải tất cả chúng ta đều sẽ bị ăn thịt sao? Nếu đây thực sự là dấu chân của kẻ mang rợ, điều đó có nghĩa là chúng ta đã xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Bạn có phải là một kẻ mang rợ? Thật sự thú vị. Được rồi, tôi sẽ đến ngay đây. Đúng. Các cậu đi chỗ khác đi. Chúng ta cũng là đàn ông, chúng ta sợ gì? Xin lỗi hai người, tôi sẽ chết tiệt. Chết tiệt. Nhưng ông chủ đã đưa nó cho chúng tôi. Đúng, ông chủ Ru đã nhờ chúng tôi đến chăm. Vì vậy, nó giống như thế này. Tôi sẽ phát nhạc trên điện thoại của mình. Các bạn đã nghe nhạc, có lẽ bạn đã biết rằng tôi điều này có ổn. Được rồi, xin hãy hợp tác. Đi xa một chút, xa một chút. Bạn đã nghe rồi phải không? Bây giờ bạn có thể thư giãn. Hoa đêm. Ông già đó, thực sự có rất nhiều thứ, chỉ cần lo xong việc kinh doanh của mình là xong, vân vân. Đừng quan tâm tới anh nữa, hút thuốc xong rồi quay lại. Hãy đến, cho tôi một cuộn. Bạn có để ý lần này có phải là bác sĩ gây mê của chúng ta không? Ý bạn là cô gái tên Nana. Vâng, đẹp thật. Một giống hoàn toàn mới, thực sự xinh đẹp. Bạn nói nếu cô ấy đến đi tiểu, vậy thì chúng ta sẽ không đi xa được. Phải. Bạn thực sự rất kinh tởm. Nhưng khi bạn nói điều này, tôi muốn nhìn thấy. Chuyện gì đã xảy ra? Ông ổn chứ? Tại sao anh ấy lại như thế này? Hãy thư giãn đi, hãy hít một hơi. Có phải là một kẻ mang rợ? Tính xác thì nó là gì? Bạn có phải là một kẻ mang rợ? Nó giống như một con rồng. Bạn có thấy rõ không? Nó cùng loài với con rồng. Sợ rồi, hãy thư giãn đi. Và còn hai người còn lại thì sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giáo sư,
có chuyện gì với anh ấy vậy? Giáo sư, họ đã chết. Nó rất đáng sợ. Nó cao. Cao bằng một tòa nhà, cao 2 hoặc 3 tầng. Bóng ma. Không. Nó là một động vật có xương và như côn trùng. Cao. Cao như tòa nhà 2 tầng. Giáo sư. Cảnh nghi. Cảnh nghi không? Giáo sư. Giáo sư, chạy nhanh lên. Đừng đi vào. Nhanh lên và trốn thoát. Trốn thoát, nhanh lên. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Ba người đã chết. Nó là một sinh vật hung dữ. Chúng tôi phải trả giá rất nhiều. Và không chắc chắn rằng sẽ chỉ có một. Nếu chúng ta vẫn vào trong lần nữa, không có cách nào chúng ta có thể dự đoán nào đang chờ đợi chúng ta. Vì thế, chúng ta phải quay lại ngay bây giờ. Chúng ta phải làm theo kế hoạch ban đầu. Chúng ta vẫn phải đến đó. Điểm trung tâm của khu hạn chế thần nào, bạn phải nghe tôi nói. Tôi sẽ nói gì với bạn. Tôi sẽ không để bạn hoàn toàn khiến cuộc sống của chúng ta gặp nguy hiểm. Tôi không quan tâm các bạn nghĩ gì. Tôi sẽ hoàn thành công việc theo kế hoạch. Bạn đã phát điên rồi. Nếu bạn đang nghĩ đến việc tiếp tục, ngay cả sự sống cũng sẽ tôi biết. Còn lại. Bây giờ súng đã ở trong tay tôi. Các bạn phải nghe tôi nói. Sau đó, bạn chỉ cần bạn có muốn chúng tôi chết như bạn của bạn không? Đừng thiếu kiên nhẫn. Vậy bạn muốn gì? Tôi có một mục tiêu. Đó là những người rừng của khu vực cấm thần nông, chuyên gia. Bạn chọn như thế nào? Có thể. Tôi đồng ý. Nhưng tôi có một lưu ý. Đừng giơ súng lên và bắn cùng một người nữa. Nếu chúng ta thiếu đi tương đương với việc tăng thêm rủi ro. Mời. Mọi người ở gần vào buổi sáng. Vũ khí dùng để bảo vệ, dao, mọi thứ đã được lấy ra. Trước khi chúng ta tìm được lối thoát, phải rời khỏi đây trước. Có một tòa nhà ở phía trước, hãy đến đó xem trước. Đây hẳn là một nhà kho tư nhân. Cái đó đã bị bỏ lại phía sau, có lẽ bên trong sẽ an toàn hơn một chút. Có vẻ như thi thể đã bị bỏ lại đó nhiều năm trước. Quên đi. Đừng quan tâm đến trước nhiều tiên thứ. Chúng ta hãy nhìn đi. Vào bên trong. Đi nào. Tối nay chúng ta ở lại đây. Bảo tử, bạn đi ra ngoài và đốt thêm lửa. Ôi, con sâu sợ lửa. Hiểu rồi, né tránh một chút. Tôi đang đi quá. Đã có vũ khí rồi vẫn sợ sâu. Đi.
đi ra ngoài và nhìn. Nếu nó tới, tôi sẽ giết chúng. Khi tôi vừa khám phá, rất hèn nhát, giáo viên nói với tôi, khi bạn sợ hãi hoặc đối mặt với bóng tối, hãy uống cacao nóng nhé. Như thế này, nó không chỉ giúp cô có thêm sức mạnh, nhưng nó cũng có thể tăng lòng can đảm của bạn là tốt. Vì vậy, hầu như mỗi lần tôi ra ngoài, sẽ chuẩn bị cho mình một chai. Bạn có muốn thử không? Tại sao bạn cấm tôi? Sẽ không để tôi giúp giáo sư. Tại sao bạn phải ngăn cản tôi? Bạn phải tin tôi. Lúc đó không có cách nào giúp được anh ta. Chúng tôi chỉ có thể chọn trốn thoát trước. Nhiều năm về trước, giáo sư chăm sóc tôi như con gái của chính mình. Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu bạn không làm điều đó, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cảm thấy thực sự vô dụng. Bạn không nghĩ như vậy. Tất cả những gì bạn phải làm bây giờ là hãy mạnh mẽ lên, hãy vui vẻ. Uống đi. Xin lỗi. Ở đây trước đây làm điều đó với bạn. Đừng bận tâm. Tôi không quan tâm. Uống rồi thư giãn. Đúng. Bạn có kim dự phòng phải không? Có. Nhanh lên. Bạn sẽ làm gì với nó? Tôi sẽ sửa đổi nó. Hy vọng nó hoạt động. Chỉ sợ thế này sự hèn nhát. Tôi ra ngoài đi tiểu trước. Tại sao lại trêu chọc nhau? Tôi bị sốc. Nó là gì?
Ôi! Bạn đang làm gì đứng đó? Bạn chơi gì? Bạn có muốn trêu chọc tôi không? Đừng. Thêm hai người nữa. Sự thay đổi. Giết thêm hai người của tôi. Tôi sẽ giết bạn. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Bạn không thể trốn thoát. Xoa đầu. Đi, đi ra ngoài. Chắc chắn rồi, bạn sẽ đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Bắn cho đến khi hết đạn, tôi hỏi xong rồi. Thank you.
Mọi người ổn chứ? Bạn khỏe không? Bây giờ các bạn đã biết tại sao tôi lại nào rồi nên lithium không được phép mang lên máy bay. Bạn biết điều này tôi sẽ cho bạn biết lý do là tại sao khi tin lithium tăng vọt. Mọi người hãy ở gần nhau. Bây giờ chúng ta, nó an toàn, phải không? Vừa nãy cậu không thấy nó nổ à? Trong mọi trường hợp, bạn nên cẩn thận, tôi bẩn hết rồi. Tại sao? Đừng ở gần nước. Từng, tôi vừa rửa tay chỉ một lát là xong. Côn trùng là sinh vật sống trên cạn. Họ sợ nước hơn chúng ta. Nếu họ ở trong nước, nó cho thấy nó là một loài lưỡng theo như tôi nhận thấy. Chúng có phần miệng và gai đặc trưng của côn trùng. Nó không nên ở trong nước. Đừng bận tâm. Dù thôi. Bởi vì tôi đã làm cho nó đáng chết. Tôi là người đã giết bạn. Cảnh Nghi, Cảnh Nghi, em không cần phải như vậy. Tất cả mọi thứ là vì bạn. Nếu bạn lắng nghe tôi ngay từ đầu, có lẽ sẽ không có ai chết như thế này. Chuyên gia, nó không giống như tôi đã bảo cậu bay lại đi. Dù sao thì bây giờ hãy tiến về phía trước, bay lại và chết. Nếu chúng ta có thể tìm thấy một người hoang, có lẽ họ có thể đưa chúng ta ra khỏi đây. Bạn có hài lòng với tôi? Nếu bạn không phàn nàn về những người hoang, lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này. Nếu bạn không muốn tiền, có lẽ bạn sẽ không đến đây. Nếu chúng ta gặp một người hoang dã, nó chỉ tệ thế này thôi. Không thể so sánh được. Làm thế nào bạn có thể nói điều này? Bạn vẫn là một người. Bạn không cần phải chú ý đến anh ta. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cái này, đây không phải là cách chúng ta bước vào sao? Tại sao nó sụp đổ? Nếu tôi không nhầm, chúng ta đang phải đối mặt thông minh. Nó đoán rằng chúng tôi phải quay lại theo cách tương tự. Quái vật đã có rất nhiều sức mạnh. Bây giờ bạn nói với tôi rằng nó thậm chí còn được thông minh hiện hơn. Cho chắc chắn chúng ta sẽ chết. Chúng ta phải tìm ra nó còn nhanh chóng. Còn có những giải pháp nào nữa co? Không cần phải tìm kiếm nữa. Nếu bạn không muốn chết, nhanh lên, theo tôi. Anh là ai? Ai? Chúng ta nên làm gì? Đừng hoảng hốt. Chúng tôi theo dõi và xem đầu tiên. Đi nào.
Hãy vào trước. Tôi sẽ không làm tổn thương họ. Tôi đã sống một mình ở đây hơn 60 năm rồi. Cả bộ tộc của tôi, cả gia đình tôi đều chết. Những gì bạn nhìn thấy, đó là những gì tôi nhặt được. Những thứ này thuộc về ai? Nó thuộc về một người đã chết. Họ tiến vào khu vực cấm thần nông. Không ai có thể trốn thoát. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Họ cũng đã chết. Thủ công của loài sâu chết người. Ký sinh trùng. Họ đã theo dõi tôi. Đây là đền thờ của chúng tôi. Bức tranh được vẽ là câu chuyện vua khỉ và con sâu chết người. Đó là thông điệp của bộ tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 100 năm trước, bộ lạc của chúng tôi đã từng sống ở vùng đất này, có cuộc sống thịnh vượng. Buổi sáng tôi đi làm. Khi màn đêm buông xuống, anh trở về thế giới bên ngoài. Một ngày, nhà khoa học nước ngoài tên Ida ngắt lời. Thủ lĩnh nhìn thấy anh ta trong bộ quần áo rách rưới, vừa đói vừa lạnh. Vì thế tôi đã giúp anh ấy cung cấp chỗ ở và thức ăn. Tôi không nghĩ rằng Ida sẽ trả ơn cô ấy bằng sự phản bội. Anh ta sử dụng động vật của bộ lạc và con người để tiến hành thí nghiệm vi khuẩn phát triển trong làng. Chẳng bao lâu sau, cả làng đều biết đến hành vi xấu xa của Ida. Vì thế ông đã trói họ lại để trả thù cho người của mình. Ida bí mật sử dụng vi khuẩn thu được từ côn trùng độc trong làng tiến hóa thành một con sâu chết người. Nó không có mắt nhưng tai lại rất to. Vũ khí của anh ấy là cái miệng, khiến cả làng đau khổ suốt đời. Nhưng vào thời điểm đó, có những hiệp sĩ trong rừng Pha Dông, thủ lĩnh bộ tộc, tin rằng anh ấy là một người đàn ông được gửi đến để giúp đỡ người dân trong làng. Sau đó, Pha Dông đã có thể đánh bại thành công mũi tử thần. Trưởng tộc đã phong anh ta trở thành vua khỉ. Hoặc đó, không có cách nào khác để đánh bại con sâu chết người. Họ phải rời đi. Nhanh lên và ra khỏi đây. Họ càng biết nhiều, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn. Không thể. Trước khi gặp người rừng, các anh sẽ không thể đi đâu được, ngay cả một người. Nếu họ vẫn còn ở đây, chỉ có đường chết, chỉ có một con đường. Nếu bạn muốn tìm lại, bạn đang ở một mình và bạn đang dần tìm bà, xin hãy giúp chúng tôi ra khỏi đây. Ra từ đây, chỉ có một con đường. Đó là... Tôi đã nói rồi mà. Muốn đi ra ngoài, nó không dễ dàng như bạn nghĩ. Bạn đã phát hiện chưa? Tại sao anh làm điều này? Sang, bạn không muốn sống nữa à? Thưa ngài, nó là một đã đến nước này. Tôi không còn gì phải giấu nữa. Tôi có thỏa thuận cá nhân với ông Đặng. Miễn là tôi có thể đưa tên mang rợ này trở lại. Làm thế nào tôi có thể có được cổ phần trong ngành dược phẩm? Có lẽ bạn biết điều bao nhiêu tiền vậy? Nếu bạn đổi thành Mister, các bạn có lẽ cũng làm điều này. Đồ khốn. Có sự mang rợ, trốn thoát, đó là sự lựa chọn duy nhất của bạn. Hãy làm việc cùng nhau, chuyên gia. Cái này, đây là kế hoạch tiếp theo của tôi. Các bạn có biết điều đó không? Tại sao con sâu khổng lồ lại tìm thấy âm thanh đó là bạn gì? Muốn giết một con sâu khổng lồ bằng âm thanh. Ba người trong chúng tôi, ai sẽ là mồi?
Nếu bạn muốn sử dụng giọng nói của mình như một cái bẫy, biết phải là chúng ta tự làm việc đó. Đúng. Sử dụng điện thoại. Ý của bạn là, chúng tôi đã làm cho điện thoại đổ chuông để thu hút sự chú ý. Lại sử dụng điện thoại với pin dự phòng. Nó thực sự có thể được sử dụng. Con sâu khổng lồ lần này, nó lớn hơn nhiều so với trước vấn đề. Tôi đã tìm thấy thiết bị chúng tôi cỡ long pha. Mọi người đều bị tách biệt khỏi nhau. Hôm nay bạn cũng có nó. Chúng tôi đã thành công. Tôi sẽ tự mình lột da của bạn. Xoa đầu, quay lại. Đừng. Trở lại. Xoa đầu. Bạn ra ngoài ngay bây giờ. Tôi sẽ tự lột da của bạn. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tại sao không còn nữa? Bạn đã đi đâu rồi? Thi thể của anh ấy đã đi đâu? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Tôi quên mang theo dao. Bảo tử, trở lại.
trở lại, sự trở lại. Bạn thân, lần này tôi không thể chiến đấu với bạn, tôi tự quản lý nó. Ba, hai, một. Bảo Tử, Sang Hé, Sang Hé, Sang Hé, Bảo Tử, Bảo Tử, Bảo Tử, Bảo Tử. Tại sao anh làm điều này? Tại sao bạn phải làm điều này? Các bạn, đừng khóc. Tuy nhiên, phải có ai đó bảo vệ anh ta. Không, hãy kiên nhẫn tôi sẽ không đi nữa, làm ơn hãy kiên nhẫn. Bảo Tử, tôi không thể chịu đựng được nữa. Bạn muốn gì? Bạn đang tìm kiếm cái gì? Kế tiếp, cuộc sống của họ, tôi sắp biến mất. Nhưng... tiền thẻ. Bảo Tử, Bảo Tử, bao nhiêu có lẽ đủ tiền học phí cho bọn trẻ cho đến khi vào đại học. Bạn đã nói, bạn thân, Bảo Tử, xin hãy chăm sóc tôi. Bảo Tử, Bảo Tử, bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu. Bảo Tử, Bảo Tử, Bảo Tử. Bảo Tử.
Tôi sẽ giết nó. Tôi sẽ giết nó. Sang hé. Tôi sẽ giết nó. Tôi sẽ giết nó. Tôi phải giết nó. Để thoát khỏi đây. Sang hé. Tôi phải giết con quái vật đó. Chúng ta sẽ có cơ hội sống sót. Điều này quá rủi ro. Anh không thể mất em lần nữa. Nhưng tôi phải đi. Đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Tôi hứa. Tôi sẽ quay lại. Sang hé. Sang hé. Chúng tôi. Nó đã được thực hiện.
Yeah.